shop vang ngọc chín com đang chờ đợi quý khách còn chơi đợi gì nữa hãy vào ngay shop vang com để mua vàng mua ngọc về chơi game nào vâng xin cảm ơn anh em bán vang và ngọc bài server luôn mọi người đang có mặt tại kênh youtube coi thứ bảy với tự game ngọc online và xin chào mọi người chào mọi người quay trở lại channel của mình mình còn quay trở lại đây và hôm nay hôm nay không là một ngày gì cả không là một ngày gì cả mà là một ngày quan trọng đối với mình và chính thức ốc từ chín bảy server hai đã xuống núi vâng sau hai tháng ốc bên câu lơ thì mình dường như Dường như là không còn một tiếng nào của bùa đệ tử nữa, không còn một tiếng nào, tổng cộng là 2 tháng, tức là 60 ngày để có thể úp con đệ là từ 50 tỷ sức mạnh mà lên 56 tỷ chín. Tại vì sao mà mình úp lâu như vậy? Tại vì là mỗi ngày mình treo một ít, mỗi ngày mình treo một ít, có công mai chắc có ngày lên kim, thì cuối cùng con đệ tử mình đã đạt đó là 24k sức đánh. 500k HP và 500k KI và chí mạng ở năm và giáp đó là 2220 vâng, rất tuyệt vời và cuối cùng thì mình đã đạt mát sức đánh. Vâng, sau 2 tháng, 2 tháng về rằng rằng chật và chật vật phải rằng gọi là lên câu lơ xuống câu lơ lên núi xuống núi liên tục thì hôm nay chính thức đó là ông tin 7 đã xuống núi. Vâng và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi để ông tin mày sẽ có sức đánh là bao nhiêu khi ở chế độ max đó là mắt 24k sức đánh và chúng ta hãy cùng nhau xem nào. Vâng, trước mặt các bạn và quý vị đó chính là con đệ tử của ông Thiên 7 26k4 sức đánh và chúng ta sẽ cùng nhau mang đồ vào xem được coi Để của ông Thiên 7 sẽ đạt bao nhiêu ca sức đánh đây Vâng, có găng hủy diệt 12 trăm, hai găng của mình là 12 trăm Vâng, khá là tuyệt vời Một ác mà phải nói rằng hả, rất 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 nhiều người mơ ước đó nha Một ác phải nói rằng sẵn sàng bỏ thi chỉ để chơi game mà thôi Nhưng mà điều đó thì không thể rồi không thể bỏ thi được thì là cái điều mà nó rất quan trọng rồi và 173 ca sức đánh vâng 173 k 8 sức đánh đó là sức đánh hiện tại của thiên 7 và hợp thể lại sẽ là bao nhiêu đây? Sức đánh của team 7 sẽ là 654k 475 sức đánh đó là sức đánh hiện tại của thiên 7. Một sức đánh phải đã đang cực kỳ khủng của anh Tinh Nam Ách với nội tại liên hoàn 24%. Vâng, rất tuyệt vời, một sức đánh quá cao và có thể nói đây là sức đánh trùng server 2 hiện tại. Vâng, trùng server 2 hiện tại thôi. Và hiện tại thì bây giờ là bên xe 4 là có một bạn là găng hủy diệt với 15 trăm và một găng 13 trăm là đã hơn mình rồi Nếu như mà để bạn ấy mát thì bạn ấy sẽ hơn mình Còn hiện tại thì hai gang của mình chỉ là 1200 trăm thôi Các bạn có suy nghĩ là có nên là ông Tinh thứ Bảy mua thêm những gang hủy diệt Để giành lấy một gang 1500 trăm không? <laughs> mình nghĩ là chúng ta không nên một sức đánh 654k đã là quá cao rồi Nếu như mà găng của các bạn là 1500, đây là găng của mình là 1200 Nếu găng 1500 thì có thể nói rằng nó sẽ hơn mình tầm vài ca sức đánh thôi Nó chỉ hơn nhau tầm vài ca sức đánh thôi Nhưng mà con số 654k475 là sức đánh mát của chế độ Oxy 7 hiện tại Đây là một con số quá tuyệt vời Quá hài lòng đối với mình sau vài năm chơi game rồi Và như vậy cuối cùng cuối cùng Oxy 7 đã mát ở thời điểm hiện tại 654k sức đánh đang quay clip nhưng mà buồn buồn thôi ta vào quay vạn may.com nạp trăm ngàn làm hai phát từ coi được ạc gì đây vâng sau sáu lần sau sáu lần quay trúng vàng và một lần quay trúng sơ sinh thì lần này sẽ là một nick vip có bông tai mình sẽ vào thử ạc từ coi nó có bông tai thật không bảy ác công ảo chấm dễ thích má mừng quá mọi người ơi quay toàn trúng vàng với sơ sinh thôi nhưng mà cái web này là cái web quay vạn may.com là web mình thề với anh em luôn có có ác có bông tai thực sự đấy ui rồi ôi một ác kìa có bông tai thật luôn kìa vâng wow ơi phê luôn thì anh em nào à ở trên màn hình nhá anh em nào mà đổi kịp mật khẩu thì lấy mà chơi nhá thì mình tặng anh em luôn thì vô tình quay quảng cáo thì vẫn là tặng anh em luôn anh em nào chơi thì vào shop quay com nạp chơi quay chơi nhá mọi người có cơ hội trúng sơ sinh này trúng vàng này với trúng ạ à, có bông tai hoặc sơ cứu hai trở lên vâng xin cảm ơn trước mặt các bạn đó chính là bọt lưu lưu bọt mạnh nhất bên đại hội võ thuật lần thứ 23 và bây giờ mình sẽ bem thử xem thử coi bọt này nó mạnh cỡ nào và có chịu nổi được ốc thiên bảy không vâng Mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình Bem rất mạnh và rất nhanh Vâng có thể nói rằng sự phối hợp đến từ quỷ chim Nó gọi là nó tô thêm phần trang điểm cho thiên 7 Một phần trang điểm khóa tuyệt vời Càng đẹp trai đánh càng mạnh Với nội tại liên hoàn 24% phối hợp cùng kỹ năng liên hoàn cấp 7 và đồng thời là quỷ chim ông thiên bảy đang tạo ra một bầu không khí cực kỳ mạnh mẽ bên hành tinh nam ách và lượng bem khủng đến từ ông thiên bảy khi chí mạng là 3 triệu hai bem thường là một triệu năm và thậm chí là chưa hết một cái khiêng sáu nữa mình bật khiêng trước khi quay clip rồi nhưng mà thậm chí là vẫn chưa hết một cái khiêng sáu mà chúng ta có thể gọi là phá đảo cái con lưu lưu rồi phải nói rằng cực kỳ mạnh mình phải nói rằng mình vẫn đang rất đam mê Namek và sắp tới sắp tới mình sẽ đầu tư cậu vàng ở một cái set khác chứ không phải là set hai trăm này nữa mình sẽ giàu dùng hai Namek mình sẽ dùng hai X một là ông thứ bảy hai là cậu vàng và hai Namek cùng nhau bem thì mọi người cứ nghĩ đi cái độ mạnh nó cỡ nào thực sự là nếu như tính về cái độ bem bót á thì mình phải nói rằng cậu vàng nó quá mạnh Cậu vàng nó quá mạnh nói nói về điểm pk thì vẫn mạnh nhưng mà chỉ khi có quỷ chim cậu vàng mới mạnh nhưng mà khi không có quỷ chim thì thực sự là cậu vàng nó bớt đi sức mạnh rất nhiều tại vì trên người cậu vàng mang đó là sẽ pi vàng còn được thiên bảy thì hai set bảy sao hai set bảy sao thì nó mạnh định không có chim vẫn mạnh còn có chim thì càng mạnh hơn còn pi vàng cậu vàng thì có chim thì nó thực sự là quá bá đạo sau này mọi người sẽ biết được ở những clip tiếp theo của mình cái sự bá đạo của nó như thế nào và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ốc tin mày test lên người một ạc xây ra ba mươi trăm full ba mươi trăm hp đó là ạc mình mới mua siêu phẩm mới mua 10 triệu của mình vâng đến từ xe 2 và chúng ta sẽ cùng nhau đi test thử nha bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử coi sức mạnh của ốc tin bảy liệu có thật hay không đây hay là đánh người Mẹ phế phẩm đây sau bao nhiêu năm sau bao nhiêu năm cày chật và chật vật thì ốc tin bảy sẽ bem như thế nào đây Mọi người cùng nhau xem vâng Xây ra vâng Mười, mười mấy triệu HP Mình thấy mười mấy triệu HP mà gọi là Bem như kiểu mẹ gọi là Chưa kịp thở luôn Chưa kịp thở luôn Các bạn mà phù mà tầm x7 nhá Các bạn phù x7 tác ra ngoài xem youtube Tầm 30 giây sau Mình bem cho các bạn lên bờ xuống ruộng luôn Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng 13 triệu 8 Các bạn quên ăn giáp sen thì đừng có gọi là coi chừng Chết ngay lập tức luôn Các bạn thấy không mình chỉ mất độ chắc chưa tới 3 giây đâu Mình chỉ mất độ tầm 2 giây để giết một xây ra 13 triệu HP thôi Nó nhanh cỡ đó, đó đó là liên hoàn Đó là tại vì sao mà Nam ấy có liên hoàn Nó mạnh cỡ đó Mạnh và còn nhanh nữa Thì các bạn nghĩ sao về cái set này 2 set 7 sao Đấy là cái sức mạnh hiện tại của thi Nam Vâng mọi người có thể thấy đang trái đất thì sao đây Vâng Mặc dù anh ta đã chạy rất xa rồi Nhưng mà lên bảng Goku nằm yên tại chỗ không kịp ngáp Đến xây ra 13 triệu HP Mình chỉ vẩy một cái nhẹ thôi Mình chỉ vẩy nhẹ thôi là đã chết rồi Vâng, rất tuyệt Có một thanh niên, vâng, có trói rồi Vâng, mình sẽ lần đầu tiên Đối với những cái phương thức mà trói như thế này Các bạn sẽ dùng chiêu đó là Dù kế, quả ải, mỹ nhân Chúng ta sẽ dùng kế, dùng kế Dùng kế còn hơn là đứng đợi trói Thả ra, em yêu, đó nó sẽ nghe cái từ em yêu nó sẽ nghe cái từ em yêu và nó sẽ cảm động và nó sẽ thả mình ra tuy nhiên thì mình đã bị ép bởi một thanh niên trái đất và hai thanh niên xây ra cùng màu cơ bây giờ mình sẽ đầu tiên đó là mình sẽ đánh con trái đất trước y ba tập nháy choáng mình lại rồi hình như là mình chưa có giáp sen thế vậy mình phải đầu tư vào ăn giáp sen bổ huyết các thứ mà quá chậm trễ đến từ ông thiên bảy lượng em nó có thật lại bị trói vâng và quá tuyệt vời vâng thanh niên tái đất <laughs> mặc dù khác màu cờ với thanh niên xây ra nhưng mà thì sao đây lần giờ lên bảng rồi y ba boy anh ta có bật khiêng đi chăng nữa cũng phải lên bảng mà thôi con đệ tử cũng chết ngác chỉ còn một thanh niên xây ra đứng ở đây và cô quạnh chết rồi y ba tập nháy anh ta lại hồi sinh hồi sinh thì sao hồi sinh thì sao lên bảng tiếp tục wow bèm phải nói rằng cực kỳ mạnh đến từ ông thứ bảy rằng bèm cực phê luôn trưởng thôi là mấy triệu rồi Trưởng Marchenko tôi là mấy triệu rồi đừng có nói mà tới Bem nữa Bem nữa thì mọi người có thể thấy rằng 2 triệu trở lên không à Bem toàn 2 triệu chí mạng thì 4 triệu Chí mạng tầm 4, 4, triệu rưỡi gì đó Mọi người có thể, đây mình Bem cho anh xem Đấy thấy không, trên 2 triệu Bem là trên 2 triệu, đấy 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 đấy, đấy. rõ ràng nhé Bem là trên 2 triệu, chí mạng thì mình nghĩ là chắc tầm 4 triệu 1, 4 triệu 2 gì đó Chí mạng phải đây đấy chí mạng 4 triệu 4 mà anh thấy không chỉ mạng là 4 triệu thư bem 4 triệu thư thì thôi chứ bót nào mà chịu nổi bây giờ Mọi người cứ nghĩ cái cảm giác mà con sen bộ hung mới ra, vừa mới ra thôi Mà mình làm cho hai nháy lên tăng ca thì mọi người nghĩ sao Thực sự và đây là cái sức đánh mát của ông 7 Bảy ở thời điểm hiện tại 654k Mặc dù là bây giờ là mình không thể mà trùm bảy server được nữa rồi Nhưng mà thôi kệ vậy, mình vẫn rất là vui Mình vẫn rất vui tại vì ông tiên Bảy cuối cùng đã đạt tới số đó là 654k sức đánh Rất tuyệt, cực phê, cực đã đây là cái ạc mình tự làm nhá tự chơi tự làm đấy Và sắp tới mình sẽ tự chơi tự làm ạc uh, Wang cho mọi người xem nhá Và đồng thời hãy cùng nhau đồng hành của ốc thi thứ 7 nhá Vâng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem clip này Và lần cuối một lần nữa rằng Mình chúc các bạn Xem clip vui vẻ và đồng thời đó là thi cái học kỳ này thật là điểm cao và đạt nhiều thành tích để các bạn có một kỳ nghỉ hè thật là vui vẻ. Vâng thì mình xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip này. Bye mọi người và chúc mọi người xem clip vui vẻ ôi ôi anh anh ơi đừng hội đồng em anh ơi đừng hội đồng em anh gì ơi đừng có hội đồng em em chết em chết thì em lại hồi sinh b ba tập nhảy có mặt vâng choáng rất nhanh đến từ y ba tập nhảy thì sao đây có khiêng không bem rất mạnh đến từ trái đất vâng trái đất là một trong những chúa pk rồi thực sự là trái đất nó có quá nhiều chỉ số thôi miền và các thứ các thứ có quá nhiều chỉ số thôi miền vâng phải nói rằng bem cực phê luôn một trái đất mà thách đấu mình BK, thực sự trái đất đó còn chưa kịp choáng nữa thì mình đã bem em chết rồi tại vì một hit là em chết rồi. Một hit của mình bem tới 2 triệu HP cơ mà. Nếu như vô tình chí mạng 4 triệu năm 4 triệu 4. <laughs> Ghê quá anh em ơi.